Dạ, xin chào cả cô chú chị mình nào quay trở lại kênh ha. Thì đầu tiên là hôm nay là cũng chúc anh chị mình chiều nhiều sức khỏe nha. Trong hôm nay thì cũng giới thiệu anh chị mình ít hàng mai giống thôi, cho anh chị mình xem cái ít cái cục phượng mà cây bự bự nó đang lên chuỗi rất là đẹp luôn anh chị. Cây thì cao cả 9 tấc mét vẫn có cho anh chị luôn mình ha. Nhưng mà mấy bữa nay thì con hơi ít cây cái loại này rồi. Này là hiện tại là bây giờ người ta đang điếm sỉ nha cô anh chị, điếm sỉ. Thì cô anh chị mình có cần thì có thể là con cô anh chị mình có thể liên hệ con gửi mẫu anh chị mình xem thêm một cây nha. Đấy, cái này là cúc phượng thanh trân, hôm bữa của anh chị mình gọi hỏi cũng nhiều á, bữa nay thì còn không có lên mấy cái loại này ha, thì có lên một số giống khác cho anh chị mình xem tham khảo luôn, là nhị ngọc toàn bình lợi và siêu bông Sài Gòn, thì đa số vậy của anh chị mình ha, là những cái loại hàng che tết nha anh chị. Dạ thì đây là con cũng tiếp tục chiều hôm nay thì lên ít cho anh chị mình ít cái hàng mai giống che tết nha. Đầu tiên cây này là một cây nhị ngọc toàn nha anh chị, cây mà số 1 buổi chiều ngày nay nè. Cây này hàng đế gốc vườn, đế nôm cũng tương đối khá nha anh chị. Đây cho anh chị mình thấy tay cành đều, cây này chiều cao 4 tấc tán ngang là ba tấc rưỡi thôi nha, khoảng ba tấc rưỡi thôi, tính là từ bên đây qua tới cái chót bên đây hạ xuống vậy. Nụ kim thì nó cũng ôm lai ra nha anh chị, mấy cái này thì dưỡng nụ vô mình mới chơi được. Mùa này của anh chị mình ai thấy mà nụ nó chưa có đi nhiều á thì của anh chị mình phải bấm chặn ngọn nha. Ví dụ bên đây nè, của anh chị mình phải bấm như thế này đó. Giờ của anh chị mình bấm mấy cái chớp này đi, giờ mình tưới thêm dưỡng nụ vô á thì nó mới ôm nụ kịp nha anh chị. Thì cây gì là giá lá 200 bao ship mã số 1 nhị ngọc toàn đầu tiên ha, chiều cao khoảng 4 tấc ha. Cây tiếp mã số 2, cây này cao 4 tấc rưỡi nhị ngọc toàn nha anh chị, nhưng mà cây này là hàng gốc nhớt của anh chị em thấy nè, nguyên cái củ bự chà bá lửa, bự hơn cái luôn. Nụ thì nó ôm nhiều nè, lai rai của anh chị mình thấy nụ kim kỹ ở trên đây nè. Đó. Thì cây này gốc nhớt thì nó sẽ rẻ hơn nha anh chị, nhưng mà tàn nhánh nó bự, tàn nó đều nha. Rồi cây này thì báo giá của anh chị mình 150 thôi nha anh chị, 150 bao ship một, cũng là một cây nhị ngọc toàn chơi tết, nhưng mà hàng này là gốc nhớt ha. Đấy, cây này thì ghép nó đừng chừng mùa rưỡi không chị, chưa được hai mùa nha. Đấy, cây mã số 2 nhị ngọc toàn 150k bao ship ha. Thì cây kế tiếp cây mã số 3, đây là một cây cúc hoàng đế nha anh chị, cây này ghép gốc nhớt mà con ghép nó được hai bo được nha, ghép gốc nhớt chiều cao nó cũng khoảng chừng 4 tấc ha. Đây củ đế hả, to nha anh chị, đây là nó phủ một cái lớp rong ở trên chứ củ đế dưới nó rất là to luôn. Cái mã số 3 cái cúc hoàng đế cũng 150 bao ship của anh chị mình luôn, hàng gốc thì cũng tương đối khá đẹp cho anh chị mình nha, gốc nhớ cỡ lớn ha. Và cây số 5, số 5 này là con lên của anh chị mình, cây siêu bông Sài Gòn hàng gốc vườn nè. Đây, củ đế nguyên cái nó bo nó ôm đẹp nè, có anh chị mình thấy nè ha, gốc vườn lớn nha. Cây này thì hoành nó được 10 nha anh chị, chiều cao là 5 tấc, hoành 10 cao 5 tấc. Đây củ đế nó cũng khá là đẹp luôn cho anh chị mình nha. Rồi cây này thì mã số 4 siêu bông Sài Gòn, cây này giá là 200 bao ship của anh chị mình ha, gốc nó khá là bự hơn, cây này hoành tới 10, còn mấy gốc nhớ thì nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà cây bên đây thì nó nhỏ hơn cho anh chị mình luôn ha. Và cái siêu bông Sài Gòn giá 200k re ship cho anh chị mình luôn ha, thân thì uống lắc trắng lòng cho anh chị mình rồi, mấy này thì của anh chị mình cứ tích chích dưỡng nụ vô mình chơi thôi, cũng đơn giản ha. Và đây là giới thiệu của anh chị mình cây mã số 5 nha, cây này thì chậu 3 tấc nằm cái dáng nghiêng giống như hình thú nằm vậy nha của anh chị. Chiều cao 6 tấc, hàng ôm nụ nhiều nha, tán ngang là 45. Đấy, đế thì rất là quái luôn. Cây này hoành khoảng 15 nha anh chị, hoành khoảng 15. Đây có anh chị mình thấy ha, củ đế nó bò nè, rất là xinh luôn. Nụ thì nó đều nè, có anh chị mình thấy ha. Cao 65, tán ngang 45, hoành khoảng 15. Cây này giá là 500k bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây rất là đẹp luôn nha có anh chị. Nụ bao hàng của anh chị mình luôn ha. Dạ qua cây số 6, số 6 này là con lên của anh chị mình cây giảo đồng tiền, hàng này cũng ghép gốc nhớt hàng mùa rưỡi nha anh chị, gốc nó rất là to. Bông của anh chị mình nè, nắng thì nắng rất là dữ nha anh chị, thấy vậy chứ nó không rụng luôn ha, để rụng lại gai thôi chứ nó không có rụng dữ. Cây nó chiều cao khoảng 3 tấc rưỡi, gần 4 tấc nha anh chị, tính cái chọt ngọn ở trên đây là 4 tấc nhưng mà tính dưới thì nó không ấy ha. Loại này đi bông chùm rất là dữ nha anh chị, này là hình như nó nở được có một nụ nè, có anh chị mình xem nè, có một nụ thôi mà nở nguyên cái chùm bông vậy nha, chứ không phải nở nhiều nụ đâu. Cây này còn rất là nhiều nụ nha anh chị, về mình giữ mình chơi được rồi. Mấy cây này cũng giá 150 thôi nha anh chị, 150 mà số 6 ha, mà số 6 150 receipt của anh chị mình luôn ha. Và cây số 7, số 7 này là con lên của anh chị mình một cây giảo cam cánh tròn rọt đỏ Bình Định, hàng này đế này rất là đẹp nha anh chị, nói chung là hết hết sảy luôn, hai dòng, bốn dòng và sáu dòng ha. Đấy. Lục tròn ha, lục tròn. Đấy, cây này rất là xinh nha các anh chị, cây này cũng giá là 150 bao ship của anh chị mình luôn, một cây giảo cam cánh tròn rọt ở Bình Định, đế rất là quái nha. Đây nhìn vô cái bộ đế thấy thứ gì chịu nổi, bằng cái chậu luôn nha các anh chị. Giảo cam cánh tròn rọt đỏ Bình Định, cây này mã số 7 ha, 150k ship. Và kế tiếp là con hai lên hai cây thằng thông nha các anh chị, hai cây thằng thông.
À, bên đây là một cây cúc cam và bên đây là một cây dẫu nhung. Cây này chiều cao trung bình là 7 tấc nha anh chị. Hoành nó thì khoảng 13, hai cây thì gốc đế giống nhau luôn. Cái phơm tàn thì nó cũng giống nhau nha. Tại đây ghép tàn thông rất là cao nha anh chị. Nhưng mà cây rất là bự tàn. Cây này chiều cao 7 tấc, tán ngang là khoảng 6 tấc nha anh chị. Đấy, thân phơm vậy nha. Hai cây này đồng giá. Bên đây là cây cúc cam, cây này mã số 7, còn bên đây là cây dẫu nhung mã số 8. Thì cặp này thì mỗi một cây là 700k nha anh chị. 700k cho cây cúc cam và 700k cho cây dẫu nhung ha. Giá này đã bao ship của anh chị mình luôn tới tận nhà rồi, không có thêm phản phí khác. Mấy cây này là con ghép già nha. Cây này thì con ghép nó đã 3 mùa mấy rừng, 4 mùa rồi. Tết này năm nay là 4 mùa nha anh chị. 4 mùa cho cây này là cây cúc cam. Bông màu cam và bông màu cam đậm nha anh chị. Video cũ thì còn có ha, nhưng mà có anh chị mình có gì mình có thể liên hệ là con gửi mẫu cho anh chị mình xem lại ha. Và cây kế tiếp, cây mã số 9 này là con lên cây siêu bông mình lợi cho anh chị mình luôn. Đấy, cây hàng đế nơm rất là đẹp luôn nha các anh chị. Cây này giá là 280 bao ship mã số 9 nha. Và mã số 10, số 10 cũng cây bình lợi luôn. Cây này không phải đế nơm nhưng mà có cái gốc bự, dáng nó theo kiểu mà hình chữ S nha các anh chị. Này thì giờ các anh chị mình xem là theo cái hình chữ S vậy, mình có lắc cái dòng á, lắc cái dòng qua một nhánh bên đây thì ra hình chữ S. Cây nó khá là đẹp luôn cho anh chị mình nha. Đấy, củ đế nó cũng được, cây này hoành nó sẽ to nha anh chị. Cây này hoành 11 gần 12 gốc, rất là lớn luôn nha các anh chị. Đấy, cũng sửa vô dây tàn nhánh rồi cho anh chị mình luôn. Cây đó 280, cây này mã số 10 300k receipt của anh chị mình luôn ha. Rồi thì chiều hôm nay thì con cũng lên ít cái mai giống gì đó, các anh chị mình xem được loại nào thì mình có thể là liên hệ đặt hàng gọi qua số máy là 0963210936 936 anh chị. Mình gọi nhắn tin đều được, nhưng mà các anh chị mình có lướt ngang kênh thì cho con lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Nhưng mà các anh chị mình có những đóng góp ý kiến khác mình có thể comment phía bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho các con ha. Cuối cùng là các anh chị mình có thể là mình nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo video mới nhất. Cũng chúc các anh chị mình buổi chiều nhiều sức khỏe và các anh chị trong dịp sau nha. Xin chào tất cả các anh chị mình ạ.